Rồi hello anh em, hôm nay 24 tây tháng 9 ha, em có lên một cái lô máy là 12 con đó, 12 con cho anh em lựa chọn ha đó. Rồi đi sơ lược một vòng cho anh em xem từ con máy nha. Anh em nào muốn chốt hàng thì kết bạn Zalo với em đi ha. Kết bạn Zalo với em rồi em gửi như con D1, em gửi sẽ gửi hình ảnh cho anh em xem, nếu ok thì chốt ha. Rồi đi sơ lược một vòng cho anh em xem nha. Con đầu tiên con siêu phẩm của hôm nay anh em, nhưng mà lòng nhỏ nha, 30 ly thôi, mời gu quá đẹp đó. Ba con này là con hệ anh em, bốn con luôn đó. Mitsubishi tên là 23, Mitsubishi tên là 26, Mitsubishi tên là 261, Kawasaki TH26 trợ lực lớn đó, Austin FS26 đó, Rubin NV30 đồng 36 ly. Rồi máy đeo lưng là Gilby, con này là thuộc dòng Genoa của Komatsu anh em. Máy đeo lưng nha đó, máy đeo lưng thì cho anh em nào thích mang sau lưng nha, nó rất là nhẹ nhàng đó. Rồi tiếp theo là đeo lưng luôn, Austin D601. Rồi con này là con Mitsubishi TB26 anh em, con này là có đề cho lực, con này video trước em lên rồi mà gặp Thánh chốt dạo ha, gặp Thánh chốt dạo chốt xong rồi chốt mất tiêu luôn đó. Rồi nhiều anh em hỏi của em nó bán rồi hết trơn, nhưng mà thật ra là gặp Thánh nó chốt dạo xong mất tiêu rồi, anh em nào thích thì chốt lại luôn nha đó. Rồi con tiếp theo là con Mitsubishi TB33 anh em đó, TB33 nồng 36 ly 33cc là nghe đó, Mitsubishi TB33 máy đeo lưng anh em đó. Con cuối cùng là con Genoa Komatsu luôn ha đó, Genoa Komatsu luôn đó, cũng 26cc nồng 34 ly luôn ha đó, thì cũng tâm dơm tâm gầy như mấy con kia luôn đó. Đi sơ vào một lượt cho anh em xem rồi ha đó, anh em xem thì nhớ đăng ký kênh rồi ủng hộ em ha, nhớ nhấn cái chuông vàng thông báo mỗi khi em lên video mới thì nó sẽ hiện về cho anh em nha. Đó 12 con anh em. Rồi như thường lại thì thể loại mua bán thì em vẫn tèm kèm theo là 4 món nha, video lưỡi chém, tiếp mugi với ổ cước. Anh em nào không lấy cái lưỡi dài thì em tặng cho cái lưỡi tròn đó, không lấy lưỡi dài thì tặng cho lưỡi tròn. Nếu như anh em nào mà không nói đổi thì mặc định là em tặng cho cái lưỡi dài nha đó, mặc định em tặng cho cái lưỡi dài đó. Hai cái này thì chỉ lấy một trong hai thôi ha. Đó. Rồi hôm nay có một tiếp một cục máy 450k bao ship đó, xin đi qua nha, xin đi qua S25, con này nồng 3233 ly gì đó đó, con này thì bao hơi bao lửa cho anh em ha, bao hơi bao lửa, con này thì còn nhìn thì cũng còn đủ đồ nè đó, 450k bao ship, bao hơi bao lửa cho anh em, vậy anh em tự làm nổ ha đó. Con này vô nó bị lủng rồi nè, rồi đó thì thấy bị lủng rồi nghe nè. Rồi 450k bao ship. Rồi đi vô đầu tiên, hôm nay là số báo danh là D anh em, D1 Maruyama đó, Maruyama siêu đẹp, còn trên 98% luôn đó. Cái này là con Maru 23 ha, đó con này xin lỗi em, con này con Maru 20 tầm 30 ly 20cc thôi nha. Con này thích hợp cho anh em nào mà mới bắt đầu sử dụng mới cái cỏ ha. Đó là thứ nhất là nó rất là nhẹ, thứ hai là nó sẽ rất là nhạy nổ anh em, rất là nhạy nổ, với lại hình thức con này còn đẹp lắm nè, còn trên mà 98% luôn á đó. Đó còn 98% luôn, đây nè, bô nó còn đẹp luôn nè, bô đẹp lòng sáng trưng. Chế thì xài bộ chế quanh gồ xịn zin nha đó, chế quanh gồ xịn zin luôn đó, em trên nóng cặn nó có luôn nha anh em đó, Maruyama luôn. Đó, đặc biệt thêm nữa là con này sử dụng ga bóp zin luôn đó, ga bóp zin theo máy luôn ha đó. Đây tem zin luôn nè, thấy không, 203N, mặt việc cũng là 203N đó. Rồi em giới thiệu con nào xong thì em sẽ test nổ thẳng con đó luôn cho anh em xem nè, cho nó dễ hình dung ra ha. Đó rồi test nổ đi em. Con này
như là Nhật quên xài luôn anh em ơi. Con này như Nhật quên xài luôn nè, anh em nhìn cái cộng dây giật đó nè. Quá trời đẹp luôn. Đó. Rồi con đi một giá 1,5 triệu nha. Đó. Rồi anh em nào phái máy đẹp, gọn nhẹ, sử dụng ổn định thì chốt giùm em con này ha. Rồi con đi hai là con Mitsubishi TL23. Đó, Mitsubishi TL23. Nồng cỡ 31 lên anh em. Con này nồng 31 ly thôi ha, 23cc nha, chạy cực kỳ là khỏe nha, cực kỳ là ổn định cao luôn. Đó, dòng Mitsubishi thì anh em khỏi bàn cãi gì tới nó ha. Đó, thương hiệu tiếng tăm Mitsubishi TL là hồi đó tới giờ rồi. Đó, đóng có đóng đàng hoàng. Con này là bao zin nguyên bản cho anh em nha, chưa máy móc, chưa gã, chưa bung gì hết nha. Đó, còn bao zin hết nha. Đó, con D2 giá 1,9 triệu. Đây, hình thức còn quá đẹp. Đó, thấy không? Láp thì xài thì bộ tum nhôm tum gầy anh em. Đó, tum nhôm tum gầy. Dây ga, tay ga. Đó, công tắc nằm đây ha. Con này hiện tại thì chưa có tay lái. Anh em nào thích một tay thì hai tay gì chốt hàng thì báo em lên nha ha. Đó, còn ngồi zin chẳng có zin cho anh em luôn. Rồi, con đây hai giá 1,9 triệu. Rồi, chắc nổ đi em. Anh em ơi, máy của em là máy tuyển máy chọn từ con không anh em, bởi vì con nào ổn định cao thì em mới lấy về bán nha. Đó, rồi con nào mà nó bị chụp chặt em không có lấy đâu nha. Đó, con D2 giá 1,9 triệu nha. Rồi tiếp theo là con D3 Mitsubishi TL26 anh em. Đó, Mitsubishi TL26. Con này thì nó cũng giống như con D2 thôi, nhưng mà nó lớn hơn. Đó, nòng nó to hơn, nó chạy nó khỏe hơn ha. Nó cũng hai con nó cũng y chang nhau luôn, nhưng mà máy thì nó to hơn, cũng chế hai kim, chế quanh rồi hai kim xịn sò. Đó, nồng thì 33 ly nha. Đó, áo thì còn quá đẹp ha. Đó, nhìn chói ló hết nè. Đó, con này thì cũng còn cỡ 90% nha anh em. Đó, con D3 giá 2,3 triệu ha, cũng xài tum nhôm tum gầy luôn ha. Đó, có zin cái có zin cho anh em hết nha. Quên lập đích nó lên cầu cho anh em mã số nó nè, mã số nó nằm dưới này ha. Đó, nó nằm dưới đích nha anh em. Con này có chân chống bảo vệ bình xăng luôn nè. Đó, dòng TL có chân chống bảo vệ bình xăng luôn nè. Con D2 cũng vậy nha anh em. Con D2 cũng vậy luôn. Đó, tem nó cũng thành nằm dưới đây luôn ha. Đó, cũng có chân chống bảo vệ bình xăng như luôn nha. Đó, D3 rồi giá 2,3 triệu, bao ship tặng kèm 4 món. Rồi, đánh nổ đi. Tiếp theo là con D4, con siêu phẩm của ngày hôm nay, Mitsubishi TL261. Thấy không? TL261. Đó, con này thì bình xăng nè, bình xăng này bình xăng zin nha anh em. Bình xăng zin nha, con này đặc biệt. Tem Nhật còn luôn. Đó, tem Nhật chụp giật trợ lực. Chế quanh gồ tay đỏ. Đó, chế quanh gồ tay đỏ, siêu nhảy nổ, siêu tiết kiệm xăng nha. Đó, chế quanh gồ tay đỏ. Lốp thì cũng có đóng in da băng đàng hoàng. Dây giật là để phe, con dây giật cho anh em xem nha. Đó, con này hình như là bánh nó cũng quên xài luôn nè. Đó, dây giật còn quá đẹp. Quá đẹp, quá mới ha. Đó, nồng nó có để số 26 như này anh em. Đó, máy thì bao zin cho anh em nha, chưa thay thế gì hết nha. Con này thì chạy tum nhôm tum gầy luôn. Con này thì nó hơi chóc xíu rồi ha. Đó, quá đẹp. Đây, tem nó đây. Con này thì cũng có chân chống bảo vệ bình xăng nha anh em. Đó, cũng có chân chống bảo vệ bình xăng luôn. Đó, TL261. Đó, mã số gì của nó các kiểu nằm đây ha. Đó, con này thì tay ga nằm đây. Hiện tại thì nó đang xài một tay cầm ha. Hiện tại đang xài một tay cầm, anh em nào không thích một tay thì em đổi cho hai tay nha. Đó, đây có thêm một cái tem gì nữa nè. Chỉ nhật đồ đâu tùm lum hết trơn á. Đó, có zin đồng hồ zin nha. Rồi anh em không thích một tay thì báo lên cho hai tay miễn phí cho anh em, không có thêm tiền ha.
đó, đối với máy cần nha. Rồi con D4 giá 2,5 triệu. Rồi đất nổ đi. Anh em nào thích hỏi em hỏng về tên là 261 thì chốt lại con này giùm em nha. Đó, quá đẹp. Mitsubishi tên là 261 và nó đẹp cái kiểu này thì hiếm, rất là hiếm gặp nha anh em, rất là hiếm gặp luôn. Bình xăng nó còn đẹp nè. Bình xăng zin nha, nhắc lại là bình xăng zin nha, chưa thay nha. Rồi, tiếp theo là con D5. Kawasaki TH26, chạy lực lớn luôn nha. Đó, chạy lực lớn, chế quanh gồ, tum nhôm tum dời luôn. Đó, con này thì chạy là tương đương với tay là 261 nha anh em. Chạy tương đương với tay là 261 nha, chạy không thua thì tay là 261 luôn nha. Còn cái độ ổn định của nó thì cũng là như nhau luôn. Con này thì em thấy là rất là bền, với lại nó dạy nổ, sử dụng thì rất là ổn định. Đó, cũng là chạy bao tải cho anh em luôn, xung nhôm xung rề luôn. Anh em nào mấy cái tầm này nè, anh em về có thể là đóng bút nè. Đó, như qua con này nè, bút ngon luôn. Đó, không cách thỏ về đưa lên thịt thốt chạy phà luôn ha. Đó, rồi con D5 giá 2,2 triệu anh em, chạy lực to luôn nè, chế quanh gồ luôn. Đó, mấy con này thì mấy con lái em lên thì toàn là những con mà em tuyển chọn nha, là những con là siêu ổn định cho anh em về xài ha. Đó, siêu ổn định cho anh em về xài, khỏi mang đi thợ luôn. Đó, nóc đóng đồ đàng hoàng, em của nó nằm đây ha. Rồi quên nữa, con này lên công tắc lô rồi nha, thay công tắc mới rồi nha. Rồi đến nổ đi em. Giật hai ngón thôi nha anh em, giật hai ngón à. Đó, hai ngón kéo lên là chạy thôi, rất là dạy nổ ha. Rồi tiếp theo là con D6. Con D5 thì hiện tại em chưa gáp trong cỏ ha, anh em nào chốt thì em gáp cho nghe. Rồi tiếp theo là con D6 Optin FS26. Optin là này, là dòng này là thương hiệu của Đức cho anh em, thương hiệu của Đức, xuất xứ tại Nhật. Đó, sản xuất tại Nhật ha. Đó, D6 giá 1,850 triệu, cũng lòng 34 ly 26cc luôn ha. Mấy con 34 ly này là bao cho anh em phát trước nha, phát trước rất là ổn định nha. Đó, con này thì cũng xài chế quanh gồ xịn 2 kim luôn anh em, chế quanh gồ xịn 2 kim luôn ha. Đó, Optin FS26, con này xài tâm lề, không nấu được thuốc đâu nha. Đó, vô quần chống sáng luôn. Đó, đồng hồ viên cũng có viên ha, di động viên luôn. Rồi, cứ nổ đi em. Rồi tiếp theo là con D7 Robin NB30 nha anh em, nòng 36 ly 30cc ha. Đó, nòng 36 ly 30cc. Con này thì chạy tum lớn, khôn lớn. Đó, nắp này thì anh em có thể về rất là thông dụng ha. Anh em có thể mua đồ máy khác hay là cái gì đó là thuộc dạng mà tum lớn như 330, 430 hay là GX35 đồ đó anh em, là gáp vô đời vậy nha. Đó, đầu bò này chà bá lửa luôn nè. Cái đầu bò này xài máy sát máy thì mấy hư luôn á. Đó, đã hư máy sát máy mà không biết cái đầu bò này hư gì nữa. Quá mừng. Con này là xài bình xăng trên nha anh em, bình xăng trên. Bình xăng trên nó sẽ hao xăng hơn bình xăng dưới nha. Đó, sẽ hao xăng hơn bình xăng dưới, nhưng mà ngược lại nó sẽ rất là nhạy nổ. Đó, giật nó sẽ rất là nhạy nổ luôn ha. Rồi đánh nổ đi em. Con này hết xăng rồi anh em ơi, anh em nào chốt thì em test nổ lại cho ha. Con này hiện tại thì nó hết xăng rồi. Rồi tiếp theo là con D8. Đó, D8 giá 1,850 triệu. Con này là đeo lưng nha. Con này là Gilby Genoa thuộc dòng Komatsu nha anh em.
UV Genoa dòng Komatsu. Đó, con này thì cũng nồng 34 ly 26cc luôn ha. Tum nhôm tum dày luôn. Đó. Em nhật đây. Máy thì nguyên zin anh em. Chưa thay thế, chưa đụng chạm gì hết nha. Đó, vô thì còn trắng tư luôn nè. Chế thì chế quanh gồ tay đỏ ha. Chế quanh gồ tay đỏ. Đó. Lên ga là tay đỏ tự động này nó sẽ bật lại. Đó, cái con đeo lưng thì thường anh em mình là mang giáp trên lưng thì làm việc nó rất là nhẹ nhàng ha, nó nhẹ nhàng hơn, cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn con máy đằng thẳng nhiều ha anh em. Đó, mang trên lưng thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Rồi test nổ đi em. Rồi con D3 ở con D8 giá 1.850.000 nha. Tiếp theo con D9. Con này cũng là 1.850.000 luôn. Con này là Austin. Đó, 2601 ha. Vẫn là nòng 34 ly 26cc. Chế 2 kim. Chế quanh gồ xịn 2 kim. Tum nhôm tum gầy. Đó, tum nhôm tum gầy luôn. Đó. Thường là tum nhôm nó bị chóc sơn gì này nha anh em. Chứ không ảnh hưởng gì đến máy đâu ha. Thường là để lâu thì nó sẽ như vậy. Rồi tới nổ đi. Austin là dòng thương hiệu của Đức. Chi dịch con nào con lấy còn đẹp không anh em. Đó con này tem Nhật còn luôn rồi ha. Anh em nào thích dòng Austin thì chốt mấy con Austin này đi, thương hiệu của Đức xài cực kỳ là ổn định, từ máy cưa cho đến máy cắt cỏ luôn ha. Đó. Rồi tiếp theo là con DM là con này là clip trước lên rồi ha, là nó lại ha, là gặp thánh chốt dạo, chốt xong rồi xách dép bỏ chạy. Đó, nói chung là vậy đi ha. Anh em nào muốn chốt thì hả vô hỏi giùm em ha, để có công làm phiền hai bên thì khách nó đến sau chốt không được rồi tội nghiệp người ta. Con này là hôm bữa em lên clip là có rất là nhiều người gọi điện hỏi luôn, nhưng mà có anh đến chốt rồi xong rồi anh mất tiêu, anh im ghe đó, không biết anh có vấn đề gì không đó. Chốt rồi xong đã mất tiêu rồi. Em giới thiệu lại con này ha. Con này là trợ lực có đề, chụp trợ lực, nhưng mà có thêm là có đề, nhưng mà em không có làm đề nha. Em không có làm đề được, em chỉ làm cho nó là giật nổ. Anh em nào muốn về làm đề về đó, từ mấy con đề này nó bị hỏng pin hả, chứ nó không có hư một phần đề ha. Thường là nó như vậy nha. Đó, con này thì còn bao đẹp cho anh em nha, còn trên 95% luôn. Đó, áo nó nè, áo nó tại cái màu này là cái màu tối nha anh em, chứ không phải là nó xấu đâu nha. Màu tối nè, gọi là thấy không, bóng nè, bóng lên màu luôn nè. Đó, rồi chế thì chế quanh gồ tay đỏ, hai kim, điện thờ, tum nhôm tum gầy tum chưa chóc sơn luôn. Giá có 1.900.000 đó. Anh em là thích thì chốt lại nha. Rồi thích thì chốt lại, các bạn cứ lâu với em giải quyết cho xong con này nha. Đó. Rồi đánh nổ đi em. Tiếp theo là con D11, cũng là con siêu phẩm của hôm nay luôn nè. Mitsubishi K333 Maden da băng. Con này có trợ lực, chụp giật này chụp giật trợ lực luôn nha. Maden da băng nó đóng cái chữ nó nổi dưới đây luôn nè. Đó, anh em thấy rõ không, Maden da băng. Con này thì nồng 36 ly. Đó, 36 ly, 33cc, xài sử dụng bình xăng trên. Đó, xả xăng nhiệt tiếp xuống. Đó, cái thang trên này nó xài một chế gọi là một chế cháy nổi hết nè. Một chế cháy nổi là nó sẽ hao xăng hơn bình xăng dưới, nhưng mà nó ngược lại là nó rất là nhạy nổ ha. Có thể là anh em để 2-3 bữa anh em khỏi đóng lề cho mà giật nó vẫn nổ ha. Đó, nó rất là nhạy nổ, với lại thứ hai là chạy nó khỏe hơn nữa. Đó, Mitsubishi TB33 nồng 36 ly, Maden da băng. Đó, tum nhôm tum gầy, tum nhôm tum gầy tum to. Đó, thấy không,
còn quá đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Đây mà đen da băng đây luôn. Đó, Mitsubishi TV53 ha. Đó. Đây con này còn mã số luôn nè, con này dòng này là con này thuộc dòng này cao hơn anh em. Con này là sinh năm 2011 nha. Gà nó có để nè anh em thấy không? Đó, cái này là cái năm sản xuất của nó ha. Đó, năm 2011. Đó, tay ga này tay ga dữ nha, tay ga này xài vĩnh viễn luôn, nói chung là xài vĩnh viễn luôn. Không biết chừng nào mà hư cái tay ga này luôn ha. Mấy con ba lô đeo lưng á thì nó chỉ sử dụng một tay lái thôi nha anh em. Chỉ sử dụng một tay lái thôi ha. Anh em nào muốn lên hai tay thì phải thêm tiền cho em nha, chứ em không có lên được hai tay ha. Đó, chỉ sử dụng một tay lái nha. Rồi, con đây 11 giá 2.6 nha. Rồi, cái nổ đi. Quá dữ anh em ơi. Cái nữa đi. Công tắc làm đây nha. Đó, con này cái cộng dây đeo zin của nó nè. Dây đeo zin của nó mà kiểu như mà mới có mang giác rồi, hình như là chỉ có vài lần hả, hay nè. Cái cộng dây đeo nó còn quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Con này thì khẳng định nó là trên 95% nha anh em. Tại vì cái áo nó màu tối nha, chứ không phải là nó xấu đâu nha. Cái áo nó nè, nhìn nó bóng lưỡng nè, chưa chạy trước gì chưa á. Nó quá đẹp. Anh em nào thích máy đeo lưng nằm to thì chốt lại con này ha. Rồi. Con cuối cùng là con D12. Giá cũng là 1.850.000. Con này đeo lưng ha, con này thì đeo lên nó sẽ nằm là như vậy. Đó, đeo lên nó sẽ như vậy nha anh em. Cái ống khói thì nó xả lên trời ha. Đó, ống khói thì xả lên trời. Đây, Vinfast Komatsu. Và đèn da băng, con này là 2650. Đó, tem tiết mã số rồi nó đây ha, anh em xem rõ ha. Đó, con này thì xài cho lật to. Tinh dơm, tinh dời. Tinh nhôm tinh về chế quanh gồ. Đó, anh em nào không xài cách cỏ đeo lưng nữa thì anh em có thể về được đấu được xịt thuốc nè. Đó, rất là nhiều việc ha. Anh em là muốn chế cháo xe, chế cháo thèn gì đó thì dở ra rất là dễ nha. Rồi, tách nổ đi em. Đóng lên lại. Rồi, con 13 con nha. Đến đây là em kết nổ rồi, này chuyên ngon lành hết từng con ha. 12. Ủa 12 con, xin lỗi anh em nha. Con Robin này hiện tại thì nó đang là hết xăng rồi nha anh em. Em quên châm xăng cho nó ha. Đó. Rồi. Quá đẹp. Mấy con trên đây là mấy con whip whip không nè. Bữa nay em cho mấy con whip lên đầu trước luôn ha. Rồi anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ rồi nhớ bấm like chia sẻ bài giùm em ha, để nhiều người biết đến ha anh em. Rồi, bye bye toàn thể anh em nha.